Ôi chị ơi, bạn bè em đứa nào cũng flex MacBook hết, nhưng mà em không có thích đụng hàng. Chị bán cho em cái máy nào làm việc xịn mịn mà không bị đụng hàng với tụi nó đi chị. Vậy thì em mua iPad Pro M2 đi. Dòng iPad cao cấp nhất đến từ nhà Apple với hai kích thước 11 inch và 12,9 inch. Trang bị chip M2 đứng đầu giới tablet, sánh ngang laptop. Trơn tru mọi nhu cầu xử lý công việc. Màn hình mini LED độc quyền, cao cấp nhất trong dòng iPad. Giải trí thả ga và sáng tạo cực đỉnh với Apple Pencil 2. Bộ 4 loa bùng nổ âm thanh vòm sống động. Đến Safinet, sắm iPad Pro M2 giá tốt ngay thôi nào.